rồi chồng để video đầu tiên mình phá hủy một thứ gì đó. Ở đây hôm nay mình sẽ phá cái Apple Watch này nè. Blackpink vãi. Một đen này, một hồng này. Chán mà. Chút nào cho nên hôm nay mình sẽ phá nó. À, mình quay còn cái máy này nữa. Không phải chỉ mỗi máy đấy mà còn máy này nữa. Mình nói máy này nữa. Quá nhiều là mà. Đây là hộp của nó này mọi người. i16 Pro của Server. Mở camera nha. Rồi mình sẽ chọn một chọn. Rồi mình sẽ quay video nhá. Đây này. Hôm sau hôm nay mình sẽ phá cái Apple Watch này nhá. Còn một giờ nữa. Chắc là mình nghĩ mình nên sẽ đặt cái camera này ở đâu đó. Em chờ mình tí nhá. Xong. Sẽ đặt cam xong. Đây, bây giờ mọi người có thể thấy là cái đồng hồ đang để đấy rồi. Và giờ mình sẽ làm gì thì mọi người biết rồi đó. Màn hình xước xước. Chắc không sao đâu. Tính ngay mà. Để cảm ơn ngay. Bây giờ drop ở độ cao một tí nữa. Nghe tiếng nó kiểu nó bình thường mà. Bây giờ mình sẽ drop ở trên bàn mình xuống nhá. Với video mình sẽ chọn để biết về cái setup của mình để quay phim. Thấy chưa? Nó vẫn bình thường này. Và mình sẽ có chạm thần này. Nó đập thẳng màn hình xuống đất. Vẫn bình thường. Đấy. Mình sẽ đập xuống đất. Chả khác gì khi mà mình đeo điện thoại. Đeo đồng hồ trên tay ấy, xong kiểu ngã đập đồng hồ xuống đất ấy. Này, mình cho xong mình bơ phẳng thật luôn nhá. Ow. Nó vẫn bình thường mà. Và cái cuối cùng, cái này hơi nhặt tí thôi, nhưng mà đối với người ta nói, còn đối với mình thì mặc kệ. Gỡ cái này ra, phải tưởng như cân bằng. Không đúng cân bằng được sao? Gì dạy cháu Huy?
gì dậy chơi, gì dậy chơi. Mất một gạch ở đây. Nhìn nè. Uầy. Cuối cùng thì nó cũng bông cái lớp vỏ ngoài ra nhá. Cái gì đây? Cái gì mà đánh kiểu gì đấy? Cái gì đây? Đây là hàng phách. Đây là hàng phách của mình đấy. Vỡ luôn. Xin mời bật lên nào. Vãi. Cái màn hình kiểu gì nhỉ? Jesus. Cố lị. Cười lên. Thì ra bên trong là như thế này. Thì ra như thế này. Cứ tưởng màn hình cảm ứng cơ. Kinh thế. Nhìn này. Thì sáng này. Này thì sáng này. Có mặt sáng mắt ấy. Xem chắc lại nhé mọi người. Sao lại có thể sống trâu từ lúc này được? Mọi người nghe nó cạch luôn. Chặt chết luôn. Chết rồi đâu mọi người. Đây bây giờ nó hỏng hẳn luôn.
lốc cũng đòi đi tí có cái đồ. Đây tôi mua hàng lốc. Vậy là ngon dữ chưa? Nó bay. Thì la từ luôn. Cô sẽ nắp của mình đây này. Đó. Hai chữ. Baby girl, you are so pretty, 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 pretty. Baby girl, you are so pretty, 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 pretty.